Cuộc sống nông dân xin chào tổng thể các bạn nhé. Hôm nay mình lên nước để đi tưới cà phê á, thì mình cũng răng vài cái bẫy là bẫy kẹp ấy, là bẫy kẹp kiểu này này. Đấy bạn thấy không? Thì cái này đi bị lỗi đây, bị mất cái chốt ở đây mất rồi. Và mình sẽ không bẫy nữa và mình sẽ cùng mình đi thăm mấy cái bẫy mình bẫy nhé các bạn. Đây hiện tại là mình ở trong này đây. Mình vừa lên trên này đây. Lúc mình đặt bẫy là mình không quay cho các bạn xem luôn nhá. Bởi vì mình cũng chia sẻ lên Facebook này nọ thì sợ người ta sẽ bị phá ra lấy cá lồng cá bẫy của mình nhá. Và sẽ cùng mình vào xem nhá. Bây giờ cái này nó bị cứa tay đấy. Oh, các bạn ơi. Được một em rồi các bạn ơi. Đây. Ui con này hơi mập đấy. Con này con đực luôn này. Đây các bạn thấy chưa? Ui to chưa? Một em rồi. Rồi ở bên kia còn mấy cái nữa, mình sẽ đặt ở đây tiếp nhé. Mình tạm dừng tí đã. Mình sẽ tạm dừng để xem nó đã. Đây các bạn, một em rồi nhá. Con này khá to đấy. Đây, giờ mình sẽ đi tiếp nhá. Vậy là còn một cái nữa thôi. Hãy mình đi xem mấy cái kia là cũng không trúng nữa, chỉ được một con thôi. Mình mấy 4-5 cái thôi mà. Lại hy vọng là cái cuối cùng này trúng này. Nhưng mà trúng thì tốt rồi. Đi mãi mới được một con. Nhưng mà không được thì mình cũng tí nữa mình sẽ quay cho bạn xem là nãy mình quay một cái mình được thôi nhá. Đấy, giờ là đi hơi xa một tí. Nãy mình thấy có nhiều con lắm nhưng mà không vào được, mới vào được một con à. Giờ con mình sẽ đi bên con bên kia để bắt tiếp. Quên để xem nhá, xem cái lồng còn một cái bấy kia nữa ngay trên này này các bạn. Đi hơi rung một tí nhá, cao thông cảm. Một con này cũng được rồi, cũng đủ để nhâm nhi và ly rượu rồi. Con này khá to nhá, con này là con đực này các bạn. Wow. Con này là con đực nhá. Đây đồ nghề mình đây. Đấy, thôi chào các bạn nhá, hẹn lại các bạn video lần sau nhá. Cuộc sống nông dân xin chào các bạn nhá. Hôm nay mình đã đi lên nước để đi tưới cà phê nha các bạn. Và mình cũng đặt vài cái bẫy nhá. Và mình cũng được một con, nãy mình không quay cho bạn xem. Đây là cái bẫy như này này đó, là mình vừa được một con này. Đây là một con sóc đây này, thấy không? Nha, được một con rồi này. Ở trên kia còn đặt
ba cái trên kia nữa, mình sẽ đi xem. Và ở chỗ cái chỗ rừng nhỏ nhỏ kia mình cũng đặt mấy cái luôn, thì đi mình sẽ đi thăm luôn mà thế nhá. Đây các bạn nào, ra được một em này này. Đấy, rất là đẹp tuyệt vời. Đi tìm nước tưới cà mà cũng được một cũng được mồi. Đấy, giờ mình sẽ đi lên trên kia xem nhá.